Xin chào các bạn nhé. Hôm nay review cái bộ điều khiển một cái hệ thống bể cá bằng Bluetooth. Thì cái bộ này thì mình tính toán là sẽ sử dụng một cái cảm biến nhiệt độ môi trường, đo được là nhiệt độ và độ ẩm của môi trường này, và hai cái rơ ne sử dụng để chúng ta điều khiển bộ lọc nước và oxy. Và ở đây thì chúng ta sử dụng ba con MOSFET để chúng ta điều khiển cái led RGB. Thế thì ở đây giao diện của bể cá thì tôi thiết kế theo cái mô típ như này. Các bạn có thể yêu cầu thì tôi sẽ thiết kế theo yêu cầu của các bạn theo các giao diện khác nhau. Thì sau khi kết nối với điện Bluetooth xong thì ở đây có các cái nút chức năng này, máy lọc nước này, máy oxy này, led RGB này, bật màu đỏ, một màu xanh, xanh green và xanh blue. Thì các bạn có thể chọn các cái màu bất kỳ nhé. Thì tôi sẽ cài đặt lại các cái màu cho các bạn. Đây là ví dụ như là ba màu cơ bản thôi. Thì nguyên lý hoạt động của nó thì các bạn nhìn thấy đấy, là nhiệt độ 33,3 độ và độ ẩm là 82%. Cái phần ở dưới nó lỗi thì tôi sẽ xử lý sau. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thao tác nhé. Đây, cái rơ ne này là rơ ne máy lọc nước này, rơ ne của máy oxy này. Bây giờ tôi tắt cái rơ ne của máy oxy đi. Thì cái đèn rơ ne này tắt nhé. Tôi bật cái máy oxy lên. Thế đây, cái đèn của oxy sáng nhé. Đấy, tôi tắt nó đi này. Đó, thì nó đèn này nó tắt đi này, rồi đèn này tắt đi. Thế còn led đây màu đỏ này thì nó sẽ sáng thằng này, màu green này thì nó sẽ sáng thằng này, và blue này thì nó sáng thằng này. Và chúng nếu các bạn muốn nó lên cả ba màu chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này on hết đi thì ba cái cùng sáng, và chúng ta muốn tắt nó đi thì chúng ta bấm chữ on này thì ba cái cùng tắt. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái bộ điều khiển cái bể cá thông minh sử dụng đường truyền bluetooth HC040506 được. Rồi, các bạn nào có cần hỏi gì thêm thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.